Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với D-Review. Và ngày hôm nay trong video này thì mình sẽ chia sẻ một cái ý định của mình trong thời gian sắp tới. Đó chính là hiện tại như các bạn đã biết trong những video trước thì mình đang sử dụng chiếc iPhone XS Max Lock mới mua di động thông minh khoảng 20 triệu thôi. Nhưng mà hiện tại với cái nhu cầu sử dụng cũng như là làm việc của mình thì mình cảm thấy là mình cần một cái thiết bị có thể dựng phim này, Photoshop ảnh cho nó mượt mà hơn. Mà hiện tại thì mình đang dùng một con laptop, laptop Dell Core i5 thôi, mình cảm thấy khá là bất tiện. Chính vì vậy mà mình đang định đổi từ iPhone XS Max Lock sang chiếc iPhone SE này và dành số tiền còn lại để trả góp cho chiếc iPad 2018, iPad Pro 2018 nhá. Vậy thì theo các bạn, cái kèo đổi này nó có xứng đáng với cả cái nhu cầu làm việc của bản thân mình hay không? Thì chúng ta sẽ cùng phân tích trong cái video sau đây. Và chiếc iPhone SE này nó có đáng sử dụng trong năm 2019 hay không? Tất cả sẽ có trong video này nhá. Vâng, và với một chiếc máy nó đã ra đời được 3 cho đến 4 năm rồi thì các bạn sẽ có một câu hỏi đầu tiên, nó sẽ là về hiệu năng của chiếc máy này. Thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn, với hiệu năng của chip Apple A9 bằng với cả chiếc iPhone 6S thì hiện tại chiếc iPhone SE này nó vẫn giúp mình có thể giải trí cũng như là chơi những cái tựa game như là Liên Quân Mobile. Nhưng mà PUBG thì mình sẽ không chơi ở trên chiếc iPhone SE này bởi vì nó quá nhỏ. Với cái tựa game Liên Quân thì hiện tại với cái màn hình 4 phẩy mấy inch này thì hiện tại mình vẫn có thể chơi được một cách rất là mượt mà, vì cái màn hình nhỏ quá mà nó sẽ không bị cản trở hay là ảnh hưởng gì cả. Và tí nữa thì mình sẽ ngồi chơi Liên Quân để cho các bạn xem là nó có bị ảnh hưởng hay không. Tiếp theo là về cái kích thước nhỏ gọn như thế này thì nếu như mà mình so sánh với những cái dòng iPhone Plus hay là những cái smartphone Android thì mình cảm thấy là chiếc iPhone SE này nó vẫn là nhỏ gọn. Và như các bạn có thể thấy là mình có thể nhét vừa được trong cái túi quần của mình, nếu như mà mình mặc một cái quần bò, một cái quần skinny một tí thì nó vẫn rất là thoải mái. Vâng, và một cái câu hỏi nữa đó chính là cái camera của chiếc iPhone SE này thì liệu nó có thể dùng được nữa hay không? Thì mình xin thưa là nó vẫn có thể dùng được, bởi vì là hệ thống camera trên chiếc iPhone SE này nó chẳng khác gì so với cả iPhone 6S. Thậm chí là cái camera chính của nó thì nó vẫn giống iPhone 7 hay là iPhone 8. Nó chỉ thua những cái dòng iPhone 7, iPhone 8 ở chỗ là nó sẽ có một cái phần khẩu độ khiến cho chúng ta gặp khó khăn trong khi mà chúng ta chụp ảnh ở cái môi trường thiếu sáng mà thôi. Còn lại ở cái camera selfie hay là camera chính, nếu như mà chúng ta chụp ở trong môi trường lý tưởng đủ sáng thì mình nghĩ là nó vẫn là một cái camera đáng sử dụng trong năm 2019. Vâng, và một cái điểm nữa mà mình quyết định đánh đổi từ iPhone XS Max Lock sang cái phiên bản iPhone SE này đó chính là cái jack tai nghe 3.5 mà các bạn có thể thấy ở đây. Và chúng ta vẫn có thể sử dụng những cái tai nghe, những cái thiết bị cao cấp để có thể trải nghiệm âm thanh bằng cái tai nghe có jack 3.5. Và ngoài ra, một cái tính năng nữa ở trên chiếc iPhone SE này đó chính là cái phím home mà chúng ta vẫn có vân tay ở đây, có thể mở khóa ngay lập tức. Thì mình vô cùng là ưng ý ở trên những cái sản phẩm iPhone mà vẫn được tích hợp phím home, bởi vì theo mình thì những cái thế hệ iPhone mới như là X, XS hay là XS Max thì nó có một cái thao tác khá là tiện lợi cho chúng ta. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân của mình thì mình vẫn thích một cái sản phẩm mà nó có nút home vật lý ở đây. Cũng sẽ giải đáp cho các bạn một cái câu hỏi cuối cùng về chiếc iPhone SE này, đó chính là về cái phiên bản hệ điều hành iOS thì liệu nó có tích hợp hợp lý và sẽ cho chiếc iPhone SE này một cái thao tác sử dụng mượt mà hay không. Thì mình xin trả lời luôn là nó vẫn rất là mượt mà. Trên cái nền tảng iOS mình đã update lên iOS 12 thì mình đánh giá đây là một cái phiên bản iOS mà nó sẽ hỗ trợ cho những cái đời máy yếu, ví dụ như là từ 5, 5C hay là 5S, hay cho đến cả một chiếc máy cấu hình ngang với cả chiếc iPhone 6S này vẫn cho các bạn có thể sử dụng iMac này, FaceTime, bởi vì đây là một chiếc máy quốc tế. Mình xin nhắc lại là một chiếc máy quốc tế phiên bản hàng đã qua sử dụng. Chính vì vậy các bạn hãy cứ an tâm về cái hệ điều hành iOS vốn nó đã chứ danh ở trên những cái sản phẩm của iPhone hay là iPad rồi. Đó chính là cái điểm cuối cùng mà mình thích ở trên chiếc iPhone SE này. Còn một cái điểm nữa mà mình không thích đó chính là về dung lượng pin. Đương nhiên là như các bạn biết, với một cái chiếc máy nhỏ xinh như thế này thì nó sẽ không thể nào mà được trang bị một cái viên pin trâu để cho chúng ta có thể chơi game cả ngày hay là xem phim lướt web cả ngày được. Nhưng tại sao nó lại phù hợp với mình? Bởi vì đây sẽ là chỉ là một cái chiếc máy mà mình chỉ sử dụng nghe gọi, nhắn tin, lướt Facebook và sử dụng những cái tác vụ cực kỳ nhẹ nhàng thôi. Chính vì vậy đây là một cái chiếc máy mà mình thấy là trong một ngày mình dùng từ sáng cho đến tối mình mới phải sạc lại để có thể sử dụng tiếp nó. Thì mình nghĩ đấy là một cái quãng thời gian sao cho chúng ta vẫn có thể sử dụng chiếc máy này một cách hiệu quả nhất trong công việc. Còn lại thì chiếc iPad Pro 2018 thì nó sẽ giúp ích mình trong những cái công việc, ví dụ như là chỉnh sửa ảnh, Photoshop ảnh hay là dựng phim. Và mình hứa với các bạn là khi mà mình mua chiếc iPad Pro 2018 về thì mình sẽ hướng dẫn các bạn có thể sử dụng đến những cái phần mềm mà chỉnh ảnh này, Photoshop và dựng phim.
bằng chiếc iPad Pro 2018. Và chúng ta sẽ kết thúc video của mình tại đây, và mình cũng sẽ phổ biến cho các bạn về những cái chế độ bảo hành cũng như là giá bán của chiếc iPhone SE này. Như phần đầu của video thì mình cũng đã nói về giá bán của chiếc iPhone SE phiên bản 16GB thì nó sẽ có giá là 2.890.000, còn phiên bản bộ nhớ cao hơn là 32GB thì nó sẽ có giá khoảng 3,4 triệu đồng. Thì mình đánh giá đây là một cái mức giá hợp lý mà theo mình nên đầu tư cho chiếc iPhone SE này. Tiếp theo đó là về chế độ bảo hành, thì hiện tại khi mà các bạn mua những cái sản phẩm của Apple như là iPhone, iPad tại di động thông minh thì các bạn sẽ có 30 ngày đổi trả nếu phát hiện lỗi của nhà sản xuất, cùng với đó là 12 tháng bảo hành giúp cho các bạn có một cái thời gian bảo hành và an tâm về cái chất lượng của cái sản phẩm iPhone này. Vậy thì theo các bạn, cái kèo chuyển từ iPhone XS Max Lock sang sử dụng chiếc iPhone SE cộng với cả một chiếc iPad Pro 2018 thì liệu nó có hợp lý hay không? Tất cả ý kiến hay là cảm nhận của các bạn hãy để ở phần comment bên dưới của video này, và đừng quên để lại một like cũng như là subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Đi Review nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video hướng dẫn sử dụng chiếc iPad Pro để dựng phim và Photoshop ảnh nhé. Bye bye.